Xin chào xin chào các bác nhé. Em lên sóng con TH2 hàng đầu giá siêu đẹp phục vụ các bác này. Máy vừa rửa chạy test xong, ok ngon lành hết rồi, đang bước vào giai đoạn sấy nhé. Bước vào giai đoạn sấy. Đây vẫn còn hơi nước nóng, bắt đầu sấy. Đây là cái dòng đấu giá thì nó rất là đẹp rồi các bác. Lưng tôn thành vách của nó phẳng tít, gần như không có vết xước nhé. Cực đẹp luôn. Đây, lưng tôn thành vách rất là phẳng phiu nhé, gần như không có vết xước luôn đấy. 2019 tem mác chuẩn chỉ mới đét, lưng tôn mới đét luôn các bác. TH2 series máy 2318 TH2. Bác nào thích hàng đấu giá đẹp lướt mã số 15 các bác nhé, thì các bác chốt con này TH2 nguyên zin tuyệt đối 100% luôn ạ. Chiếc này bán 8,5 triệu bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển trên Vietnam nhé. Bác nào nhu cầu alo ạ. Chào các bác.